Hello, xin chào tất cả mọi người và tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho anh em về vị tướng mới đó là Kim Cross. Trong đêm nay sẽ ra mắt vị tướng này với trang bị đó là đi rừng nha anh em. Cố gắng xem cái clip này ở cuối game, mình để lại các trang bị cho vị tướng Kim Cross này, cảnh vệ rừng. Đây, bộ trang phục vô cùng đẹp. Thì bản thân nhận Loco Mobile nó vừa ra tướng và trang phục thì mình giới thiệu cho anh em hơn, chứ còn bản chính nếu mà nó ra mắt trong đêm nay thì mình cũng cố gắng thức để có thể làm clip giới thiệu cho anh em nha. Đây thật sự là một vị tướng vô cùng là bá đạo với khả năng là tốc độ đánh cao. Vậy đây là mình phải test mất mấy trận mình mới có thể là chơi được vị tướng này đấy. Thật sự thì chưa quen với vị tướng này, tại vì sao máu này cực kỳ là giấy luôn. Mình test một hai trận gì đó phế vật dã man với cách lên đồ đó là full sát thương và thật sự không thể nào đỡ nổi. Thế nên là trong trận đấu này mình sẽ thay đổi đi cách lên đồ của mình xem là nó có hiệu quả không nha. Chứ còn giữ lại cái các trang bị lên đồ như cũ thì chắc chắn là sấp mặt rồi. Đấy. Không phải lên thuần sát thương thì tốc độ đánh nữa, mà bây giờ mình sẽ xiên tiến đến cho vị tướng King Cross này. Đó là một vài 2-3 trang bị không? 2 trang bị, 3 trang bị về cái khả năng là tốc độ đánh thôi. Cộng với cái đồ đi rừng đấy. Còn với các trang bị cuối thì mình sẽ lên đồ thủ cho vị tướng này, có vẻ là sẽ làm cho vị tướng này cứng cáp hơn nha. Đó, hiện tại mình đánh ở bản thử nghiệm Loco Mobile. Vì vị tướng này chưa ra mắt, mình muốn giới thiệu cho anh em sớm về khả năng sức mạnh vị tướng này ra sao. Rồi ok. Thật ra thì phải công nhận với anh em là chơi vị tướng này nếu mà anh em chưa mới test vài trận thôi thì cũng rất là khó thể làm chơi được. Tại vì sao, chưa biết cách lên đồ này, lên đồ vớ vẩn một phát là sấp mặt ngay. Lượng máu vị tướng này khá là giấy. Bù lại thì chơi vị tướng này cần kiên nhẫn này. Kiên nhẫn tại sao? Vì là đầu game vị tướng này khá là yếu. Thật sự đầu game yếu. Anh em chơi thử rồi biết, sẽ biết một điều là đầu game vị tướng này khá là yếu nha. Ô, giao tranh này, giao tranh. Tới luôn. King Cross team họ này xác định em ơi, có chiêu cuối rồi. Loại bỏ toàn bộ khống chế rồi em ơi, lên bảng chiến công đầu. Rồi đấy. Ok, kiếm chi cái trang bị đầu tiên cho vị tướng này mình sẽ lên cái kiếm chi hồn nha. Đấy, tăng tốc độ lại. Ôi giời, ngon quá, tự nhiên bùa xanh này. Có bùa xanh đi rồi, cướp luôn cảnh vệ biển mà. Cướp luôn. Ấy trên trời. Thôi, không cướp được rồi. Gặp ngay anh bét rừng. Bét rừng Murat, trời ạ. Thôi té ngay, gặp bét rừng là chạy ngay, mình không phải bét rừng. Ở lại là chết tươi. Rồi. Bây giờ sẽ quay trở lại với cái con bùa xanh team mình, chứ còn sang cướp rồi không cướp được rồi, phải tiến về tiến về nhà thôi. Rồi, về bộ kỹ năng của vị tướng này với cái nội tại của vị tướng này sẽ giúp cho khả năng là đi rừng nhanh hơn. Với khả năng càng anh em cứ đánh cái các đòn đánh thường sẽ tích điểm, và mỗi lần cộng dồn như thế theo thời gian thì vị tướng này sẽ được tăng tốc độ đánh rất là nhanh. Đấy là cái nội tại nha. Rồi, ôi chạy đâu được, bật chiều cuối thôi. Phí thật. Mình đã loại bỏ khống chế đi rồi mà vẫn còn chạy được luôn, cắm đề tài vẫn chạy được, không tiếp cận được. Đầu game cái ấy hay rồi, một mạng hỗ trợ ngon đấy nhở. Có mắc là thôi téo ấy, đừng quay trở lại kia ông kia. Có nhìn thấy Murat không à? Giời ơi, lát lướt vào làm cái gì nữa trời ạ. À, chơi luôn này. Ấy rồi ơi, mắc ơi là mắc, chạy đâu em ơi, chạy đâu được nhờ, quật nó rồi, một mạng hỗ trợ nữa, may quá, con đấy mình cũng không ăn được đâu. À kìa, đứng lại luôn, sống sao. Ô kìa, chạy đâu này, Murat này, hai vả tiếp đến. Ôi Thôi em té đây. Sợ mỗi Laurel thôi. Chỉ tốc biến vào cái phần chiều cuối để có thể hồi lại giảm thời gian hồi chiều đấy. Không được đâu, xoáy rồi, thôi xong rồi. Chết rồi, team họ có mắc. Bây giờ mình phải đánh quái để lấy lại máu này. Nhanh lên, hồi hộ tôi máu nhiều lên. Hồi nhiều vào, trời ạ. Thôi chết rồi. Lướt qua tôi. Sống rồi. Thế nào, mình vẫn bị cái nội tại của mắc tiêu diệt nhở. Phát đấy là tính cả rồi, mình đánh vào quái để có thể hồi lại máu cho đỡ bốc hơi nhanh mà ai ngờ vẫn chết sớm quá à, giời ơi. Tí thật. Ok, đã lên được kiếm truy hồn. Trang bị tiếp theo thì mình sẽ lên giày hộ vệ giúp ta thôi, giày hộ vệ không biết ổn không. Hay là lên lên xử cái giày Hermes thì lên cái này thì anh em nha, lên này thì cực kỳ giấy, nhưng mà được cái là mình đi rừng mà đầu game mình cần tốc độ để ganh. Vậy nên là lên giày Hermes này để có khả năng là tăng khả năng đi ganh tốt hơn với tốc độ di chuyển cao nha. Rồi, tiếp đến anh em có thể lên kiếm Fenrir, một trang bị tăng tốc độ đánh. Đấy, rồi mình đã giới thiệu qua về cái nội tại vị tướng này rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về chương 1. Ôi, cái gì mắc vậy. Chương 1 vị tướng này lao về phía trước, có thể lao qua tường.
tường dày cũng lao được đấy, nhưng mà cái tường dày quá không lao được đâu rồi, chết chắc em ơi. Quá chiêu cuối bắn thoải mái đi, làm chậm thoải mái đi, làm sao mà làm chậm được, tốc biến đi đâu, tốc biến đi đâu em ơi, chạy đâu một mạng nữa, thôi thôi em té đây. Đông quá, ôi cả Murat này, đông thế rồi. À, chơi luôn này, quất nó. Thôi, sai lầm rồi, gặp ngay chị lao đèo thôi. Hay thế nhở, cũng bét rừng có khác, hôm nay gặp bét rừng bản nhận rồi trời ạ. Mình không phải bét rừng nên là thua kém là đúng rồi. Ok, và chiêu đầu tiên này vị tướng này có khả năng là phi về phía trước, kèm theo là anh em phi trúng tướng địch sẽ làm chậm mục tiêu. Đó, sẽ làm chậm tướng địch và cũng như là sẽ giảm thời gian hồi chiêu với chiêu đầu tiên này. Đấy, mình sẽ nói sơ qua thôi, còn để mà nói chi tiết thì mất khá là lâu. Đấy, mất khá là nhiều thời gian. Tiếp đến là chiêu thứ hai vị tướng này, khi mà anh em kích hoạt một phát thì nó sẽ tăng tốc độ đánh đây này, đánh nhanh hơn và khả năng hút máu từ chiêu thứ hai lên rất là bá đạo. Vậy nên vị tướng này có khả năng đi rừng không cần phải biến về làm gì cả, chỉ cần bùa mana thôi, bùa xanh thôi. Đó, chiêu cuối vị tướng này lập tức là sẽ loại bỏ toàn bộ khống chế nhá. Khi mà anh em kích hoạt một phát là sẽ được tăng tốc độ di chuyển một chút này, xong rồi lại bỏ toàn bộ khống chế này, một cái rất là lợi, cùng với kiểu nếu anh em không biết như nào thì anh em nhìn Vachoner cũng thế thôi, hóa giải khống chế như của Vachoner đấy. Nhưng mà vị tướng này khá là, thật sự thì chiêu cuối vị tướng này chỉ có thể là hóa giải khống chế cho bản thân thôi, chứ còn không hóa giải khống chế cho đồng đội đấy. Như thế nhá. Rồi, từ ra luôn này. Và khi mà anh em cố gắng giao tranh một phát là kích hoạt luôn chiêu cuối rồi một mạng để tăng tốc độ di chuyển và kèm theo là không bị khống chế. Ui, mình bị cái nội tại của Mark đau thế nhở. Rồi. Vị tướng này nhiều anh em thấy là cho bắt nạt bạn tôi ghê thế. Chết chắc em ơi. Sống thế nào được nhở? Ôi giời ơi, không có chiêu cuối. Trời ạ. Phát này có chiêu cuối là mình tiếp cận được rồi, nhưng mà không có chiêu cuối. Ơ, cái gì đấy? Mark ơi là Mark làm cái gì đây? Nào bảo cái thuật cắm tê tái chạy niềm tin em ơi. Băng trụ không hiểu tại sao là mấy thanh niên này không hiểu luôn, tham một mạng rồi chết một mạng trời. Đuổi đi rồi cái. Viết phế vật luôn anh em nhìn chưa? Murat chém mình trong vô vọng khi mà lướt hai lần không thể làm choáng được tại vì mình bật chiêu cuối rồi mà. Kể cả nhá, anh em trong đội hình đối phương có Gidu này đang sử dụng chiêu cuối đúng không? Ngai vàng đúng không? Anh em bật chiêu cuối này chạy vào cái đưa cái phần chiêu cuối của Gidu ấy thoải mái đi. Không bao giờ bị làm choáng cả bởi cái chiêu cuối này hóa giải khống chế rất tốt. Nhiều anh em nói là vị tướng King Cross này chiêu cuối phế vật, thật sự không phế vật đâu. Mỗi vị tướng đều có một điểm lợi riêng, vị tướng này có khả năng đánh cao, vậy nên là máu giấy. Nhưng mà nếu mà không bị làm choáng thì thôi, nó quá là bá đạo rồi. Ok, tiếp tục mình sẽ lên cái giáp thống khổ nha. Cái trang bị này sẽ giúp cho mình cứng cáp hơn và sẽ gọi là gây khó khăn cho đối phương. Đối phương thì cũng quá King Cross thôi. Đấy, vừa nói xong kìa, mình chưa ganh phát nào đâu. Rồi, từ từ nha, đừng đi lẻ em ơi. Có cớm đấy, biết cái mà có cớm mà trời ạ. Chạy đi, lướt 3 lần đâu. Nhanh còn kịp, cắm tê tái cho. Thôi, sai lầm khi mà mình cắm tê tái mà. Ấy, kia, chơi luôn. Bật chiêu cuối, quẩy luôn. Quẩy, ui trời ơi, mình chém này, chém chuối này. Ui trời ơi, chém lau reo, rất là đau. Đâu rồi, đây, mắc. Chạy đâu, vừa sơ anh đúng không? Vừa chơi, thôi, té đây. Murat kìa, mình chơi chiêu cuối. Gặp Murat mà phải chạy. Á kìa, ngon, hàng ngon rồi. Rồi, hỗ trợ được một bạn là thơ rồi, té đây. Té. Đây đây nha, mình thử xuống solo với King Cross team họ xem, thử ăn xong con rơi quỷ đã. Lấy lại máu đã, hiện tại mình đang thua máu của King Cross team họ. Nào, quất đi. Thôi, mình hết chiêu thứ. Thôi, đúng là sai lầm. Trong phép vừa xong thừa sức mình có thể ăn được King Cross team họ, nhưng mà tại vì sao? Tiếc thật. Cái lúc mình chém cái con rồng con rơi ấy thì mất một nửa cái thời gian cởi chiêu thứ hai rồi, vậy nên là khi mà solo với King Cross team họ là mình mất luôn toàn bộ chiêu thứ hai. Thế là thua. Chứ còn thật sự thì với đồ hiện tại giờ mình ăn thừa sức đối phương. Rồi, chết mất mạng. Trời ạ. Đen thật. Thanh niên kia lên là không đúng bài rồi, lên phức hợp kiếm là không đúng bài rồi. King Cross team họ lên phức hợp kiếm là không đúng bài rồi. Thật ra thì nếu mà lên trang bị thì mình chỉ cần, nếu mà đi rừng chỉ cần một cái kiếm chi hồn và kiếm phân hit thôi. Đấy, chỉ cần hai cái đồ tốc độ đánh thôi là anh em đóng full tank cho mình. Sát thương đấy. Như thế là khá là ổn rồi, cực kỳ là ổn luôn, vì sẽ giúp cho vị tướng này không còn giấy nữa. Còn giấy quá anh em chưa mà kịp vào đánh hồi máu là đã chết bốc hơi xử nữa rồi thì nói làm gì. Cái gì đấy. Đuổi đi hộ cái, trời ạ.
cứ dọa nhau, cứ dọa nạt nhau cơ. Thì thật ra thì vị tướng này sẽ đêm nay ra mắt nha. Mong rằng thì sẽ rất là nhiều em ơi. Nhiều anh em nói nó nằm trong kho báu Liên Quân Mobile thì mình nghĩ chả bao giờ nằm đâu. Tại vì là sao? Nó là thì có phải là khỏe lắm đâu. Kể ra thì vị tướng này anh em chơi phải chơi một vài lần thì mới quen được. Chứ còn vừa bắt tay vào chơi giống mình là sấp mặt luôn. Phế vật cực kỳ. Rồi. À thôi hay quá, chiêu cuối này thoải mái cầm tin tại. Ôi vẫn chạy được kìa. Tiếc thật Murat ơi, là Murat. Ôi từ từ nha. Thì là team mình bị đè rồi, bị đè bẹp rồi. Mình phải móc đằng sau để bắt còn bắt thì thôi lộ rồi, mắt ơi. Nó sử dụng chiêu cuối phát nó lộ hết toàn bộ bước đi kìa. Lên cứu Ari nhanh còn kịp. Ari kìa nhanh bổ rẻ. Bây giờ thử xem cân 2 không nha. Cân 2 luôn này, cân 2 luôn. Cân 2, trời ơi. Thoải mái đi em ơi. Rồi vừa xong ăn anh à. Tiếp tục nha. Đây, sống sao, chạy đâu, tê tái, chạy đâu nhờ. Một mạng nữa thơm, và cuối cùng là được 3 mạng rồi. 3 mạng hạ gục rồi, ok. Khá đơn giản rồi. Hiện tại phút thứ 11 là mình cũng thấy là late game rồi đấy. Với khả năng level 13 trở đi là vị tướng King Cross được gọi là late game. Và đang là thời cái thời kỳ hoàng kim, đỉnh cao của sức mạnh. Bây giờ thì anh em có thể solo thừa sức 2 với 3 người luôn. Ok, rất thống khổ. Thật sự bây giờ mà anh em solo với xa thủ hoặc là sát thủ team họ này, kể cả King Cross team họ mình vẫn có thể solo thừa sức luôn. Đấy nào, lên bắt luôn teo nát nào. Chị đâu rồi? À, chị nhanh quá. Chị chạy vậy đi em đuổi làm sao? Thôi tôi chán quá, chán chị chưa? Ok, và bây giờ mình sẽ ăn con rồng hắc ám này. Ngáo này cái gì đây? Hỏi chấm luôn. Ô thôi, mất con rồng rồi. Thôi, phát đấy là mình hơi bị chủ quan, mình ham mạng quá mà quên mất con rồng, để cho teo nát ăn mất rồng. Thế là hòa môn còn gì, hòa vốn còn gì. Rồi, hay, kéo hay. Ôi, tốc biến được. Đấy bảng, lao đeo team họ không phải mang bất tử mà tốc biến, thế mà sành điệu chứ. Thế này đã tốc biến nhiều lần còn thích tốc biến hơn. Thôi chết rồi, mất kinh công. Không để ý một chút nào, mất kinh công. Không sao, nhưng thật ra thì đánh bản thử nghiệm này mình cũng không quan trọng quá đâu. Chứ là giới thiệu cho anh em về cái sức mạnh vị tướng này khi mà đi rừng thế nào thôi. Nói chung thì mình đã nói rồi, anh em cố gắng đầu game, cố gắng farm, đừng hạn chế giao tranh, hạn chế ganh. Đấy, bảo đồng đội mình chịu khó một chút. Vì là bắt đầu gần cuối game vị tướng này mới lết cơ. Chứ còn đầu game anh em đi ganh, phế vật kéo được còn bị chết ngược ấy. Kiểu như thế. Băng trụ luôn. Thôi, chạy nhanh quá, thật sự thì rất là khó bắt tèo nát. Chọn vị trí rất thông minh. À kìa, quyền vương. Nhanh còn kịp, trời ơi, quyền vương bảo vệ quyền vương. Nhanh chạy ra đây. Rồi, sống đâu, may quá. Thôi quyền vương vẫn chết kìa. Này thì mắc này. Sao không hiểu tại sao thanh niên này mỗi lần sử dụng chiêu cuối xác định là chết rồi. Á, hàng này. Cần 2 luôn. Chào, chơi luôn. Double kill. Nào cần 3. Cần 3. Trời ơi, úi giời ơi. Triple kill em té. Sợ thật. Em có thể nhìn thấy lượng sát thương của mình khi mà gây ra một phát cân 3 thừa sức, mà lượng máu của mình còn thua King Cross team họ rất nhiều. Vừa sau là mình đủ kích hoạt cái chiêu thứ hai, vậy nên là tốc độ đánh của mình cũng rất là bá rồi. Thấy chưa? Được khả năng là mình lên giáp tuần khổ là chặn sát thương và của King Cross team họ, bây giờ mình lên liều Hiroga này sẽ làm khả năng là giảm tốc độ đánh của cái thanh niên kia đi khá là nhiều nha anh em. Giờ thì cứ thoải mái solo với nhau đã. Solo đi. Đã bảo let game rồi mà, bảo không nghe. Chạy đâu, pet rừng này. Đầu game anh nhờn thôi, đầu game gọi chịu được một chút. Nhưng mà cuối game là anh em bắt đầu có thể là thoải mái đi. Cứ phải hãnh diện với cái sức mạnh của mình. Ủa, chém này, chém chuối. Rất là nhanh. Ok, chém cực kỳ nhanh luôn. Ở đâu rồi, hàng đâu rồi nhờ. À, đấy cho anh em thấy là khả năng mình không phải biến về nhiều làm gì cả. Vì là hiện tại rất là bá rồi. Chém này. Rồi ôi, cực kỳ là bá đạo luôn. Và các trang bị cho vị tướng này, anh em nên nhớ nhá, xem hết clip mình sẽ để ở cuối game, chứ anh em đừng có kiểu là tua nhá. Như anh em cứ nói, thật sự thì mình vẫn chưa thể để trang bị ở màn hình được, mình sẽ để ở cuối game. Cuối game là sao? Khi mà mình vào cái phần trang bị ở ngoài sảnh ấy, đấy, thì anh em có thể là nhìn rõ được hơn và chụp ảnh màn hình và có thể tham khảo về các trang bị của mình. Rồi, cân luôn. Thôi nhầm, đông vậy, trời ạ. Cân vào đấy cân 2 được, nhưng mà thật sự thì 4 người thì em cũng chịu thôi. Ảo tưởng quá, mắc cái sức mạnh, mắc cái bệnh ảo tưởng quá đi. Thôi xác định rồi. Teo tèo teo. Chán quá. 14, hỗ trợ 9 rồi.
chết nhiều quá. Rồi Ari làm cái gì đây, thủ nhà đi, thua sấp mặt bây giờ. Trận này cáo lại thua ngược nữa thì đen đáng lòng luôn. Mà nó cũng không phải là thua ngược đâu, tại vì trong trận đấu này khá là cân bằng, hai bên đánh khá đồng đều, anh em thấy nhìn thấy là trụ về nhau nhá. Sau đến mạng thì cũng san sát, gọi là sàn nhau, san sát nhau. Rồi từ từ, bây giờ còn Kim Cross team họ này đang rình chơi nốt cái nhà này. Ủa nó chém này thì nát nhanh còn gì, ra luôn. Nó cân cả xạ thủ luôn đấy, về nhanh còn kịp. Này thì cân này, cân xạ thủ team tôi á. Còn lâu nha em ơi, chơi luôn này, thoải mái đi Mắc ơi. Trời ơi, chém này thì sống thế nào được nhỉ. Đây, anh kia này, một đường thẳng duy nhất. Chạy đi đâu? Rồi nó quay lại đây, biết ngay nó giật lại kìa, múc nó đi. Rồi, hay quá. Cả đấy để chạy mất thì hơi bị tiếc. Ok, lên thẳng kết thúc trận đấu rồi, 4 người hy sinh rồi. Bây giờ còn mỗi L'Oreal thì chắc chắn không thể thủ được nhà rồi. Mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nhá, còn đánh đô la thua sấp mặt lên thì thôi, chán lắm. Ok. Rồi, hơi bị lác một chút nhỉ. Vào thẳng nhà luôn, quật luôn là gì nữa. Cái này nhà bốc hơi rất là nhanh. Ok, và trang bị cho vị tướng này mình sẽ để lại cuối game, anh em cố gắng xem hết clip nha. Rồi, đánh nhà thôi, đánh L'Oreal làm gì. Kết thúc trận đấu. Thật ra thì vị tướng này mình khuyên anh em là nên mua để lao danh, tại vì hiện tại bây giờ là nó có thể là kháng ổn khống chế rất nhiều. Vì hầu như là bây giờ những cái trận đấu anh em thường gặp toàn những thanh niên là có khả năng khống chế rất cao. Hầu như các vị tướng trên League Mobile bây giờ thiên về khống chế rất nhiều. King Cross là một vị tướng có tốc độ đánh và sức mạnh khỏe, kèm theo đấy là có khả năng hóa giải khống chế. Vậy nên là anh em không việc gì phải lo ngại với vị tướng này khi mà lao danh cả. Đó, trong trận đấu này team mình ăn 28 mạng và chết 23, trong đó mình ăn 10, chết 4, hỗ trợ 12. Và các trang bị cho vị tướng King Cross thì từ mình xem nốt cái chỉ số này đã. MVP 10.6 này, đối với L'Oreal là 6.9 này. Đấy, nhìn trang bị của đây, từ từ trang bị cho vị tướng King Cross nha, cảnh vệ biển. Ok, trang bị đi rừng đúng không? Mình đã làm clip về trang bị đi solo rồi. Và bây giờ trang bị đi rừng, anh em lên cái kiếm chi hồn đầu tiên này. Tiếp đến là cái giày hộ vệ hoặc giày Hermes như trong trận đấu. Kiếm Venice này, kiếm Fenrir. Tiếp đến là giáp thống khổ đóng tanh luôn cho mình. Rìu Hyoga và cuối cùng là gang thịnh nộ. Đây là các trang bị cho vị tướng mà mình lên trong trận đấu, anh em thể là tham khảo. Còn nếu mà không thích thì thôi. Thế thôi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Bye bye, yêu tất cả mọi người, I love you.